Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Dù trong Tensei Slam chỉ có một dòng thời gian duy nhất, nhưng nó tồn tại rất nhiều thế giới khác nhau. Ví dụ như thế giới cũ của Rimuru, nơi có chiếc PC chứa đầy phim đen hay những màn phiêu với cánh tay phải nhưng không tồn tại ma pháp. Đây đều là những thế giới do Veldanova tạo ra và chúng hoạt động theo những quy luật hoàn toàn khác nhau. Ở video sự thật về thiên sứ tộc, tôi đã nhắc đến ngoại giới, nơi tồn tại các chủng tộc là thế lực đối địch cực kỳ khó chịu với Rimuru trong tương lai. Đó là yêu ma tộc, chủng tộc xâm lược những thế giới khác, chủng ma tộc, những kẻ muốn mở rộng lãnh thổ, và ảo thú tộc, những sinh vật chỉ biết đến chiến đấu và hủy diệt. Rất chi là thú vị phải không nào? Hãy cùng nhau ngồi đàm đạo về yêu ma vương Filway và những chủng tộc từ thế giới khác trong Tensei Slam Dataken nhé anh em. Từ rất lâu về trước, thần sáng tạo Veldanova đã tạo ra rất nhiều chủng tộc. Filway là một trong những kẻ đầu tiên được tạo ra và là kẻ đứng đầu của thất thiên sứ nguyên thủy. Đây là một vị trí tương phản với Gai, kẻ đứng đầu thất sắc thủy tổ ác ma. Sau khi được ban tên và có được cái tôi riêng, Filway đã thề trung thành cũng như sẽ dẫn dắt những thiên sứ khác phục vụ cho Veldanova. Thời gian dần trôi qua, thế giới cũng xuất hiện những chủng tộc khác như cự nhân tộc, hấp huyết tộc, yêu tinh tộc, vân vân. Cuối cùng là nhân loại ra đời. Chủng tộc này sở hữu khả năng sinh sản, thích ứng đa dạng với môi trường, có cái tôi riêng cũng như rất tò mò với những thứ xung quanh. Veldanova đã rất vui và quyết định sẽ loại bỏ những mối nguy hại đến sự tồn tại của con người. Và Filway được nhận lệnh làm điều đó. Trong số tất cả thì diệt giới long Ivarage chính là mối nguy lớn nhất. Không ai biết nó chui ra từ đâu, nguồn gốc như thế nào. Chỉ biết rằng nó sở hữu sức mạnh ngang một long chủng nhưng lại không có suy nghĩ và không thể giao tiếp. Thứ duy nhất diệt giới long có thể làm được chỉ là đập đá phá tường, hủy diệt và đe dọa đến an nguy thế giới. Biết được điều đó, Veldanova đã nhờ Gai đi hỏi thăm và sau 3 tháng đấm nhau lên bờ xuống ruộng, diệt giới long thấy kèo này toang nên đã bỏ trốn sang thế giới khác. Trận chiến đó đã để lại một trái đất cằn cỗi với những khu vực hoang vu hơn cả nhà lão Hạc khi bán đi cậu vàng. Để trông chừng diệt giới long, Veldanova đã cử Filway, Zarario, Obera và Konu đi theo giám sát, còn Thánh Ngủ Dio, Gracia và Pico ở lại thế giới này. Nếu anh em đã quên thì họ là 7 thiên sứ nguyên thủy mà tớ đã nhắc đến trong video trước. Mặc dù Filway cho rằng nên giết luôn con rồng kia để tránh đêm dài lắm mộng, mà mộng đẹp thì không thấy, chỉ thấy toàn là ác mộng. Nhưng Veldanova đã từ chối vì ông cho rằng vẫn có khả năng diệt giới long sẽ phát triển được suy nghĩ. Thế nhưng có lẽ vị thần này đã quá nhân từ. Sau khi trốn sang thế giới khác, ma tổ của diệt giới long đã sinh ra một chủng tộc mới gọi là ảo thú tộc. Đám này đúng kiểu con ông cháu cha, từ trên xuống dưới đều không có não. Chúng suốt ngày chỉ biết chém giết lẫn nhau để mở rộng lãnh thổ, lại còn không cần ăn uống hay nghỉ ngơi, thậm chí không sợ cả chết. Chứng kiến điều đó, Filway cảm thấy vô cùng kinh tởm và hàng ngày đều xách kiếm đi tìm đám ảo thú để tiêu diệt. Thế nhưng ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Ảo thú tộc cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ có trí tuệ. Veldanova đã rất vui mừng và ngay lập tức ban cho nó cái tên là Gelanos. Tất nhiên, Filway không thích điều này. Và đó cũng là lúc chủng ma vương Gelanos ra đời. Mặc dù không được Veldanova ra lệnh nhưng Gelanos vẫn đánh đuổi đám ảo thú tộc. Dần dần dưới trướng hắn ta cũng có thêm những chủng ma tộc khác đóng vai trò như là những cánh tay đắc lực, góp phần đưa tộc này trở thành một phe phái mạnh mẽ. Về phần Filway, trải qua thời gian dài tiếp xúc với ma tổ của diệt giới long, bản chất Seraphim của ông ta và những người khác đã bị ảnh hưởng rồi đột biến thành yêu thiên. Còn những thiên sứ dưới trướng họ trở thành những yêu ma mang hình dáng con người được gọi là yêu ma tộc. Đi kèm với đó, chúng cũng hình thành nên cái tôi của riêng mình. Từ đây, phe phái thứ ba chính thức ra đời, đánh dấu sự xung đột không ngừng nghỉ giữa ba chủng tộc ngoại giới. Yêu ma tộc, người lãnh đạo là Filway, chủng ma tộc lãnh đạo bởi Gelanus và ảo thú tộc, đám cháu chắt chút chít từ ma tố của diệt giới long. Trong ba phe phái thì Filway và Gelanus không ưa gì nhau, nhưng họ có chung mục tiêu là tiêu diệt ảo thú tộc. Tuy vậy, biến cố đến khi Veldanova vì gái quên thân mà bị giết chết. Filway luôn mong chờ vị thần của mình hồi sinh, nhưng một phút bốc đồng là cả đời bốc mộ. Veldanova đã đi mãi không về, chờ hoài một người trong vô vọng. Filway bắt đầu quay lại oán trách idol đã bỏ rơi hắn. Buồn bã, ức chế stress, hắn bắt đầu trút giận lên thế giới cũ nơi có một con Slam bá đạo đang xây dựng nông trại. Trước tiên, Filway yêu cầu Gelanus giúp ông ta tiêu diệt đám ảo thú tộc, sau đó tiến quân săn phẳng thế giới kia. Nhưng Gelanus đã từ chối vì người duy nhất có thể ra lệnh cho hắn là Veldanova, mà Vel thì đã đi bốc mộ rồi. Nghe thấy điều đó, Filway đã giận sám mặt. Hắn nổi giận vì Gelanus dám xem Veldanova như người đã chết. Tầm này thì không thương thuyết gì nữa. Filway huy động 500 anh em dưới trướng quyết khô máu với Gelanus. Và thế là ngày hôm đó họ đã đánh nhau rất nhiều.
Những ngày tháng ở ngoại giới dù ngày đêm muốn về để tận diệt thế giới cũ nhưng Figway lại không thể, vì có một cánh cổng thì lại bị ác ma tộc kiểm soát. Cụ thể ở đây là thanh niên Diablo chùm rảnh rỗi. Thế nên để giết thời gian, Figway đã đưa 500 anh em sang những thế giới khác để xâm lược, dẫn đầu là một trong tam yêu soái của hắn, Khổn U. Nói một chút về tam yêu soái, chúng đều là những thiên sứ nguyên thủy bị đột biến, gồm Zaralio, Obera và Khổn U. Trong số đó thì Zaralio có nhiệm vụ chiến đấu với chủng ma tộc, Obera giám sát diệt giới long và đám ảo thú tộc, còn Khổn U thì như đã đề cập, đem quân đi oánh nhau với thế giới khác để giết thời gian. Một thời gian sau, đang lúc ngồi nhà giãn cách xã hội, Figway được một giọng nói kỳ lạ truyền vào tâm trí, đó là giọng nói của công lý vương Michael, một trong những kỹ năng tối thượng có lý trí riêng trong series Stainless Slam. Ở thời điểm đó, công lý vương đang thuộc quyền sở hữu của Rudra, nhưng nó đã tự ý liên lạc với Figway nhằm mục đích hồi sinh Vedanava. Nghe như chúng sổ số, Figway cực kỳ vui mừng. Hắn ngay lập tức thấy công lý vương Michael đẹp trai dã man, dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng cứ như thể hai người là bạn thân vậy. Figway đặt cho công lý vương cái tên là Michael. Từ đó những nhận thức mơ hồ của nó đã phát triển hoàn chỉnh hơn, hình thành thứ được gọi là thần trí hạch Manas. Điều đầu tiên Figway muốn nhờ Michael là sang thuyết phục thanh niên cục xúc Chelanus hợp tác. Nhờ khả năng lươn lẹo của Michael, Chelanus đã đồng ý, với điều kiện sau khi mọi chuyện thành công phải chia cho hắn một nửa thế giới. Tưởng thế nào chứ chú thích lấy hết thì anh cũng cho, vì đối với Figway chỉ cần idol của hắn hồi sinh là quá đủ rồi. Thời gian dần trôi qua, sau khi chuyển sinh liên tục nhiều lần, Rudra ngày càng suy yếu. Đây cũng là lúc Michael có cơ hội gỡ bỏ giới hạn và thoát khỏi sự kìm hãm, vì chỉ khi làm được điều đó Michael mới có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, và bằng cách sử dụng sự chi phối của thiên sứ trưởng, hắn ta sẽ dễ dàng điều khiển những kẻ sở hữu kỹ năng tối thượng thuộc hệ thống thiên sứ. Điển hình nhất trong số đó là Kondo Tatsuya và trước nhiệt lòng về Green. Với Michael mà nói, nắm trong tay con bài long chủng, hắn và Figway đứt ngắn bố con thằng nào nữa. Và rồi cuộc chiến giữa đế quốc phương Đông với Tempest xảy ra. Bằng những sức lực cuối cùng, Rudra dắt quân đi xâm chiếm Tempest. Kết quả như em đã đoán rồi đấy, thất bại thảm hại dưới tay những thuộc hạ của Rimuru. Toàn bộ cận vệ hoàng gia mạnh nhất của Rudra đều bị tiêu diệt. Quân đội đế quốc bị quét sạch mà không kịp gơ, bản thân Rudra thì biến mất. Michael được giải phóng, Figway mừng rỡ vì cuối cùng cũng sắp đến ngày hồi sinh được Vedanava. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm Rimuru, một con Slam chúa thì làm được gì cơ chứ. Thế nhưng Figway đã sai lầm, hắn âm mưu chiếm lấy nhân tố rồng của Vegreen, sau đó tống khứ cô sang một chiều không gian khác. Nhưng Rimuru đã xuất hiện và phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Sau đó Vegreen còn khạc chết luôn cả Kono, tam yêu soái của Figway, bị lộn cái bàn ở ngay giây phút cuối cùng. Michael và Figway rút lui về Thiên Tinh Cung, nơi Vedanava từng ở để chuẩn bị cho Thiên Ma đại chiến. Lực lượng khi đó của hắn bao gồm chủng ma vương Chelanus, Bạch Băng Long và Shadow, Dino, Gracia và Pico. Và từ đó một trận chiến ác liệt nữa sắp diễn ra. Một số sự thật thú vị liên quan đến ba chủng tộc ngoại giới. Đầu tiên, Jetion và Abito là thành viên của chủng ma tộc. Lúc còn nhỏ, chúng đã trốn sang thế giới này và được Rimuru cứu. Về sau, chúng tiến hóa thành chủng hình ma thú. Và mới đây nhất, Jetion đã tiến hóa thành chủng thân Thủy Linh Trung. Số 2, Rajun, người bạn thân của dũng giả Granbel, cũng là một thành viên của chủng ma tộc. Sau khi đến thế giới này vào 2000 năm trước, hắn đã phản bội Chelanus và làm việc cho Granbel nhằm chống lại đám ác ma từ phương Bắc được gai thả rông cho đi phá hoại khắp nơi. Thứ ba, cận vệ hoàng gia số 6 bên cạnh Rudra tên là Michana cũng là một thành viên của chủng ma tộc. Cô được Chelanus gửi sang để giúp đỡ Rudra và giống với Rajun, cô đã bị Chion tiễn vong một cách không thương tiếc. Sự thật số 4, chủng ma tộc có thể tự tạo cơ thể cho riêng mình bằng cách hấp thụ vật chất xung quanh. Thế nên không giống với yêu ma tộc, chủng ma tộc không quá khổ cực để hóa thân khi đến thế giới hiện tại. Sự thật số 5, mẹ của Kumara là một yêu ma có sức mạnh sánh ngang với ma vương. Tuy nhiên cả ngôi làng của Kumara đã bị đế quốc xóa sổ. Bản thân cô thì bị bắt và tặng cho Clayman làm pet. Sự thật số 6, dưới trướng của chủng ma vương Chelanus có 12 kẻ được gọi là thập nhị trung tướng. Chachion, Abito, Rajun và Minaja là 4 trong số đó. Tuy nhiên với sự bay màu của Rajun và Minaja, kèm theo đó là Chachion và Abito về dưới trướng của Rimuru, con số này đã giảm lại còn 8. Sự thật số 7, như đã nhắc đến ở trên, Chachion và Abito là những kẻ đã bỏ trốn khỏi ngoại giới. Nhưng đáng chú ý hơn cả là một trong hai người này là hậu duệ trực tiếp của Chelanus. Nghe tên thôi là biết thanh niên Best cái chay là người đó rồi phải không anh em? Sự thật số 8, ngoài Chachion thì vẫn còn một hậu duệ trực tiếp khác của Chelanus. Tên của hắn ta là Jess, kẻ đứng đầu trong số những trung tướng. Hắn ta cũng chính là tử địch của tam yêu soái Zerario. Sự thật số 9, ở volume 16 giá trị tồn tại EP của Diablo là 6.666.666. Theo như lời của Rimuru thì con số này đẹp một cách đầy giả tạo. Và đến khi volume 18, Diablo đã giao chiến với Zerario, mức EP vào khoảng 20 triệu.
gấp hơn 2 lần EP của Diablo, kèo thơm thế cơ mà. Tuy nhiên giá trị EP này chỉ mang tính chất tham khảo vì nó đa phần dựa trên lượng ma tố sở hữu, thế nên trong thực chiến EP không thể nói trước được điều gì. Sự thật số 10, do những thông tin này đều là những thông tin mới nhất từ Lenovo, thế nên nó vẫn còn khá mờ nhạt nên tớ chỉ tổng hợp được đến đây thôi. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.